Rồi, chị chào em ha. Dạ, em chào chị Ngô Quỳnh, cuộc sống mày. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Dạ, chị. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Dạ, trước tiên em xin chào chị Ngô Quỳnh, cuộc sống mày và chúc chị và gia đình ngày càng sức khỏe và hạnh phúc. Dạ, em cũng xin chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Em tên Nguyễn Kim Nhung, sinh năm 1978, quê ở Bạc Liêu. Hiện tại em đang làm việc và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em lên thành phố lâu chưa? Dạ, em lên khoảng 15 năm mà chị. Em đang làm công việc gì ở thành phố? Dạ, em làm thợ tóc nữ với chị. Em làm công việc đó được bao lâu rồi? Dạ, cũng 15, 16 năm. Em biết nghề này em nên làm luôn đó chị. Rồi, hiện tại là em làm cho mình hay là sao? Dạ, hồi trước kia thì em cũng có mở một cái tiệm nhỏ nhỏ để em làm. Cũng có dạy một, hai đứa học trò. Nhưng sau qua dịch rồi làm ăn cũng khó khăn đó chị. Rồi em cũng sang tiệm. Hiện tại giờ em đang đi làm cho người ta. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ em có chồng có một đứa con trai hiện đang học đại học năm tư xong rồi chị, mà chờ đâu khoảng 2 tháng nữa mới có bằng. Mà em như vậy chồng được 8 năm rồi chị. Em có được mấy bé? Dạ một bé trai. Một bé thôi hả? Dạ. Ông xã trước của em làm công việc gì? Dạ cũng làm nông thôi chị. Rồi lý do vì sao hai vợ chồng em chia tay nhau? Em đi lên thành phố em làm thì ảnh cũng lên làm cũng được vài năm, xong ảnh có bồ. Dạ, có bồ em cũng vì con á, cũng ly thân ảnh đâu được 1-2 năm. Xong em phát hiện ảnh với người đó ở với nhau có em bé á, xong quyết định chia tay. Em rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của em thì em hay thương người, thương gia đình và hay chăm lo cho gia đình. Còn khuyết điểm của em? Khuyết điểm của em á thì hơi khó tính. Hơi khó tính chứ không thích nói dối á chị. Dạ. Bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Dạ em chỉ cần người đó biết yêu thương vợ con và biết yêu thương gia đình và thương người có lòng nhân ái. Em đi được anh chị. Em có nghĩ anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Dạ cỡ 60 đổ lại chị. 60 đổ lại cỡ 50. Nếu anh ấy hút thuốc uống rượu em nghĩ như thế nào? Dạ uống rượu chút chút cũng được chị, nhưng mà hút thuốc thì em cũng không chịu được mùi rồi thuốc lá nữa chị. Rồi, em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Dạ hồi trước em cũng làm bên nghề tóc mà em có mấy người khách của em thấy em cũng kiểu lam lũ nuôi con á. Họ cũng kêu em là có mấy chương trình kết nối yêu thương cũng hay á, kêu em xem á. Mà em cũng lo làm nên con có sợ không có thời gian.
Em xem video chị cũng được khoảng năm á chị, hồi tháng 10 năm 2023 á chị. Coi cũng lâu vậy đó. Dạ, là khách của em gửi video chị qua cho em xem á, rồi cái em thấy nó hay hay, cái em thấy cũng có mấy anh thành đạt chững chạc rồi, mấy anh thấy cũng mến mến, em cũng theo dõi nhưng mà không dám lên chương trình. Rồi. Con em có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Dạ thì con em giờ nó cũng lớn rồi, với nó học cũng xong rồi, nó nói thì mẹ thấy tìm ai mà mẹ cảm thấy vui vẻ với lo được cuộc sống cho mẹ, để sau này nhiều khi nó có gia đình đó chị, để sợ em buồn. Gia đình em á có được mấy anh chị em? Em có hai em là gái lớn trong gia đình, có một em trai và một em gái. Em gái của em á ở quê hay ở thành phố với em luôn? Dạ, ở quê chỉ có mình hai mẹ con em lên thành phố. Cha mẹ em còn đủ không? Dạ, còn đủ. Ở dưới quê là nhà em là làm trồng vườn á hả? Dạ, làm nông á chị, làm lúa với có mấy mùa cũng trồng dưa hấu hoặc là bí gỡ rồi á chị, bí đỏ. Dạ. Là gia đình em cũng ở trong trong vùng hơi xa xa, quê hơi xa xa một chút hả? Dạ đúng rồi, Bạc Liêu mà dạng du huyện á chị. Bạc Liêu hình như là chị nghe nói hải sản nhiều hả, phải không? Dạ cái đó là ra tỉnh mà ra vùng biển. Dạ. Chiều cao của em là bao nhiêu? Dạ 1m52 chị. Rồi em làm tuần đó là em làm có nghỉ ngày nào không hay làm suốt? Dạ em làm thì khi nào có công việc thì em nghỉ thôi, chứ còn em làm suốt rồi. Từ sáng em đi làm tới 9 giờ tối mới về. Hôm nay hẹn với chị cho nên em về về sớm xíu mà cũng hơi lu bu. Dạ. Với chỗ em mưa cũng lớn quá chị. Rỗi em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Em thì nhiều khi rảnh thì con nó có nghỉ học hoặc là gì đó, nó về thì chị thích nấu ăn rồi cho con vậy đó, chứ cũng mẹ con cũng ít có đi chơi, tại bé cũng bận học rồi đi làm thêm đó vậy, em làm cũng không có thời gian cho nên mẹ con cũng ít có đi chơi đâu. Em thích một anh làm quen với mình trầm tính, ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Dạ hoạt bát nhưng mà kiểu cũng chững chạc xíu là được rồi chị, chứ đừng có trầm tính khó tính quá khó đoán. Dạ. Em có thích anh ấy có tính lãng mạn không? Dạ nếu mà lãng mạn thì cũng tốt, tại vì em lớn lên lấy gia đình gả đi rồi em cũng không có biết tình yêu là gì, cho nên lãng mạn xíu cũng cũng được các chị. Sau khi chia tay với ông xã em rồi, em cũng trẻ trung và xinh đẹp nữa, cũng có nhiều người theo đuổi em hả? Dạ tại chắc do em làm cái nghề này nó bên nữ không á chị, cho nên em ít đi đâu, nhiều khi đi đám tiệc thì cũng có nhiều người mến mến mà kiểu em cũng không có tiếp xúc nhiều á, ta thấy em cũng khó khó cho nên cũng thôi chị, em không có làm quen với ai. Em ở trong nhà như thế này thì em nấu ăn cho hai mẹ con mình hả? Dạ nấu ăn hai mẹ con là một tuần nấu một lần thôi chị, chủ nhật á bé được rảnh đó, rồi em xin về sớm nấu ăn, rồi nếu như hôm nào không có nấu thì hai mẹ con chở đi vòng vòng ăn ăn cái gì đó thì về. Bận quá thì ăn cơm tiệm hả? Dạ. Em có bao giờ đi du lịch ở đâu chưa? Đây cũng khoảng 1 2 năm em có dẫn bé đi với bạn ra Vũng Tàu được một lần thôi chị.
Rồi với công việc của em á, hiện tại thì em làm khá lâu rồi. Rồi trong tương lai nếu có cơ hội em có muốn phát triển thêm hơn không? Hoặc là em muốn thay đổi công việc gì không? Dạ nếu như em gặp một anh đó mà nếu như về mà có thời gian cho em đi làm thì em cũng muốn đi làm chị. Còn mà nếu như anh đó cần ở nhà chăm sóc gia đình hay là như thế nào đó thì thì cũng chịu theo thôi chị. Rồi sau hôn nhân đổ vỡ của mình hiện tại bây giờ trong lòng em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Dạ em chỉ cần anh biết yêu vợ yêu con và biết quý những người xung quanh và có tính lương thiện là được rồi chị. Em có nghĩ anh ấy cao khoảng bao nhiêu không? Dạ thì tầm 1m6 đổ lên đi, cao hơn em xíu cũng được, cao nữa thì càng tốt. Ngoại hình của anh ấy đối với em có quan trọng không? Dạ cũng không quan trọng lắm thôi chị, dễ nhìn xíu Bản tính ở người đàn ông làm em không cảm thấy thích nhất. là được. À không, không thích là chỉ anh cũng như anh thấy em là không thích em cái gì thì nói thì để em sửa chữa, chứ đừng có cái kiểu mà không không nói ra mặt hoặc là nói hay nói dối rồi thế này thế nọ. Nói chung là em không thích nói dối á chị, tại hồi nào giờ bản tính của em là em không được cái gì á nói em sửa được là em chấp nhận em sửa hết, cho nên em không thích giả dối, thích chân thật thôi. Thật tình thẳng thắn với nhau phải không? Dạ giống như là nếu như cái chuyện đó nói được làm được thì hả nói, còn không thì thôi đừng nói, còn kiểu đừng có hứa hẹn mà làm không được em không thích. Ông xã em sau khi lên thành phố làm công việc gì? Anh làm bên vệ sĩ á chị, làm vệ sĩ rồi xong là anh lên được đội trưởng rồi cũng có lính lát rồi sau rồi đi ăn chơi, ăn chơi xong rồi có bột có bịch, tính đầu qua thôi chị, chắc cũng hết duyên rồi. Bao lâu em mới đi về quê mình một lần? Dạ thường thì một năm em về được một lần á chị, hồi lúc con em còn nhỏ thì em bé học ở dưới quê ở với bà. Dạ tới bé học đại học có bé mới lên đây với em thì em một năm về 2 lần lúc bé còn nhỏ, sau này bé lên học đại học là cỡ tầm 4 5 năm nay là một năm em về chỉ một lần vào tháng 4 ở nhà có cái đám giỗ cúng bà chị thì em về. Dạ tại Tết thường khách cũng đông làm xong rồi mệt á cho nên em cũng ít về. Tết không có giờ về ngày thường thôi. Dạ hồi lúc bé còn nhỏ thì về 2 lần, Tết về với đám giỗ, còn sau này bé lớn thì về chỉ có đám giỗ thôi chị. Ở quê em á là mùa 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 mưa đâu có ngập không? Có bị lũ không? Dạ không chị, lũ thì dạng nó cũng có sông rồi nó cũng có nước gây vô chị, cho nên nhà đất rồi thì không có ngập, ruộng thỉnh thoảng lúa đồng thì nó hơi ngập xíu rồi vài bữa bữa hết là thôi rồi chị, chứ không có ngập giống như thành phố. Rồi nếu mà em muốn tìm một người bạn như thế này á, em muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hoặc là em cũng muốn giới hạn đâu đó thôi không? Dạ nếu như được cùng quê với em thì cũng cũng tốt. Còn hoặc nếu có duyên á thì có xa hơn nữa thì cũng được. Miễn người đó yêu thương em thật tình là được rồi, phải không? Dạ. Em ở thành phố là hiện tại là em đang ở quận mấy? Dạ Tân Phú á chị. Tân Phú là ở ở trung tâm Lê quận. Trọng Tấn Tân Phú á chị. Tân Phú là cũng Tại thuộc con
À, vùng ven ven chứ không phải là trung tâm phải không? Dạ không, nó cũng cũng gần trung tâm, ở ở trung tâm thành phố mình đi xuống xuống Tân Phú này có khoảng 5-10 phút thôi chị. Vậy là cũng trung tâm rồi. Dạ. Em ơi, em làm như thế thì người ta sẽ trả em lương ngày hay là trả theo như mình làm bao nhiêu, mình tính bao nhiêu, tính phần trăm? Dạ làm lương tháng đó chị. Lương tháng hả? Tháng rồi có tiền tiếp đó thì mình tự nhận. Vậy cũng được ha. Tiệm Dạ của em làm á, đông đông thợ không? sao chị? Tiệm của em làm đông thợ không? Tiệm em làm có ba thợ thôi chị, Em ba làm thợ với hai vợ chồng của chủ. tới nay lâu như vậy chắc là tay nghề của em rất là cứng ha. Dạ tại làm lâu thì lâu nhưng mà cái lương mình đi làm nó cũng không có lên nhiều á chị, nó cũng chậm chậm theo cái kiểu vừa đủ sống vậy. Dạ. Ủa em, nhưng mà mình làm phát như thế này nè, rồi mình có tăng giá như tiệm tóc, mình có tăng giá được không? Dạ sao chị? Giống như bây giờ giật giá cái gì nó cũng lên hết đó, rồi mình làm tiệm tóc vậy rồi giá của tiệm tóc có lên không? Không chị, hồi hồi dịch tới giờ làm cũng khó khăn đó cho nên giá cũng giữ vậy vậy chị. Sau dịch rồi công việc của em có bị ảnh hưởng nhiều không? Dạ cũng hơi ảnh hưởng tại vì dịch lần thứ hai là tiệm tụi em đóng cửa tới 5 tháng đó chị. Ồ, vâng, vậy đó hả? Đóng tới 5 tháng, lần đầu tiên là đóng 3 tháng thôi, lần thứ hai, dạ lần thứ hai nặng quá đóng 5 tháng. 5 tháng rồi, xong rồi em có ở thành phố không hay là em về quê? Em vẫn ở thành phố tại lúc đó cũng hơi vướng dịch đó chị, cho nên không có xe cộ về quê. Lúc đó nhóc em nó ngay cái dịp nghỉ nó đi về quê xong cái nó mắc ở dưới, còn em thì mắc trên này. Sợ lắm, Dạ có mình ở sợ. trên đây. Dạ lúc đó sợ lắm chị, lúc đó cứ cầu nguyện là kiểu có sức khỏe để qua dịch để gặp con đấy. Lúc đó là thành phố là đóng cửa hết, không ai ra ngoài hết hả? Dạ đóng cửa hết chị, ở mình ở mướn nhà ở đó thì cái khu đó người ta đóng cửa, với cái khu chỗ em ở đó nó bị vướng dịch hết á, người ta căng dây luôn chị, không có cho đi ra luôn. Wow. Dạ nó căng dây, nó gào lên hết, nó không cho đi ra luôn. Ăn uống cái gì đó thì lâu lâu thỉnh thoảng ở phường nó có phát đồ ăn cho cái gì đó, thì gạo hoặc trứng hoặc rau gì có một ít một ít vậy thì mình ra mình nhận mình ăn thôi. Rồi đủ không? Dạ thì cũng cũng đủ, với mấy cái doanh nghiệp người ta làm á, người ta biết cái khu nào căng dây cái người ta cũng hay tài trợ gạo đồ á chị, gạo với trứng là nhiều vậy. Đó thì coi khủng khiếp Dạ lúc đó quá trời luôn, lúc đó sợ thiệt. ha. Em rồi nếu mà bây giờ em bận như thế, nếu mà có người yêu mời em đi du lịch á, rồi có thời gian để đi với người yêu không? Nếu được thì cho hay trước đó chị, em sắp xếp giống như chỗ làm của em làm lâu rồi thì xin nghỉ khoảng tuần 10 bữa chắc được đó chị. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Sau video này, nếu mà anh nào thích em, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với em ha. Rồi nếu mà sau video này em thích anh nào, ghi số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho em số điện thoại để em liên lạc với anh ấy nha. Ok chị. Tuy nhiên giờ giấc ở Việt Nam và các nước khác nhau đó. Nếu mà ở nước ngoài ta liên lạc về với mình đó, thì nó dễ hơn cho mình rất là nhiều. Còn các bạn ở Việt Nam thì muốn liên lạc ra nước ngoài đó, thì phải kiên nhẫn nha. Rồi khi tìm hiểu phải cẩn thận về tài chính, hoặc là ta muốn mình làm gì mình cảm thấy mình thiệt thòi, mình có quyền từ chối ha.
Dạ. Tại vì mình phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình ha. Ok, em chào khán giả giùm chị ha. Dạ, em xin chào khán giả, chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, và xin chào chị Hương Quỳnh ạ. Em xin cảm ơn. Bye em, good night em nha. Dạ, bye.